cho bé Ly đi. Em nhường Quy cho Quyền được không? Em không có thèm. Bầm dập luôn. Mày hả bự? Mày hả bự? Mày hả bự? Gì đây ta? Vàng dữ ta. Trời ơi. Châu. Dép. Dép. Một đôi dép đến từ Úc. Vừa như in luôn trời. Cá này y như ca sĩ á trời. Thưa các bạn, đây là cô nàng bé nhất Việt Nam. Đây là cô nàng bé nhì Việt Nam. Đó. Còn ông ở giữa là ông đẹp trai nhất Việt Nam. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lập Bình Dương. Kính thưa các bạn, bây giờ là mình cùng với Quy Tí Hôn và Trung đi đón Ly, cô nàng bé bỏng nhất Việt Nam. Ly thì đang chờ Phú ở chỗ vòng xoay Gò Đậu, tức là cách nhà Phú khoảng một cây số. Hôm nay là Ly lên sẽ xử tội Quy. Dám có tội là dám về miền Trung, xong nói thương bé Quyền rồi dụ bé Quyền vô đây. Rồi đó. Rồi sau đó lại post hình lên Facebook là người yêu lý tưởng của Huy là một bé khác trong câu lạc bộ là Trang nữa. Ông này là yêu lung tung lắm. Bây giờ yêu ai? Ly mà lên là thôi á, bầm em luôn á. Bao lâu rồi chưa gặp Ly? Chắc được gần tháng rồi. Mày. Ồ, đây có con gấu nữa hả? Ly nay nhìn đẹp quá. Ngoại. Sao? Ngoại làm. À, ngoại làm hả? Trời ơi, cái đầu tóc này chầm đẹp ha. Ngoại làm đầu tóc cho đó hả? Lên Quy lấy nước hoa Mỹ Quy xịt cho nha. Giờ này khỏe không? Em dạo này khỏe không? Hay coi video trên Độc Lạ Bình Dương không? Thấy ai núp không? Em thấy ai núp không? Núp không? Đây, đây, núp vào chỗ xe này. Núp chỗ xe này. Đó, ai đó? Úc Mini với Quyền Hà Ri nha. Quyền nha với Úc. Chào Ly nha. Ly mới lên thằng Ly, có phải không? Chị Cả mới lên á. Chị Cả. Ừ. Đúng là chị Cả mới lên. Chị Cả mới lên, chào chị Cả nha. Chị Cả lên chị xử chị Quỳ. Em đâu có làm gì chị Cả, chị Cả xử em. Em đâu có làm gì chị Cả xử em. Xin chào các bạn, Ly bé bỏng đây là một trong những cái thành viên mà được cộng đồng chúng ta là thương yêu nhiều nhất. Bằng chứng là Phú vừa nhận được hai cái thùng quà của hai khán giả gửi cho Ly bé bỏng đây. Một đây là cái thùng được gửi từ Mỹ nha, của chị Nương ở Mỹ. Còn đây là cái thùng của anh Văn An Quỳnh, chắc là Quỳnh Văn An á, được gửi từ Úc đó. Bây giờ mình sẽ xem thử cái thùng ở từ Mỹ này có gì nha các bạn. Ô Úc ơi, đây đây coi coi. Wow, đây đây là đồ quần áo nha. Wow. Áo của đi đẹp. Đây coi lên đây, đi xem nè, đồ em nè. Trời ơi. Đây đây đồ của em nè. Ta đi đứng đây nè. Lên 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 nha, lên 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 đây đứng nha. Dạ. Trời ơi. Áo xuất sắc mà em ơi. À, mặc luôn, mặc. Em thử thử vô đây vừa. Trời ơi. Rồi tay dài quá rồi. Không không. Tay dài quá thì sánh này. Vừa. Vừa. Vừa như in luôn trời. Cá này y như ca sĩ á trời. Bây giờ. À. Nhịp nạc. Thấy không? Phải không? Phải không? Phải không? Bà bao đẹp luôn này. Bao đẹp quá trời luôn. Quá trời luôn. Wow. Rồi. Làm một cái có tiên tiến được rồi. Xem thử anh An này ảnh tặng cho Ly cái gì đây. Ui ôi, ảnh tặng nguyên một cái thùng vàng luôn. Gì đây ta, vàng dữ ta. Trời ơi. Chú.
Dép. Dép, một đôi dép đến từ Úc. Ồ, đẹp không? Coi thử em mang vừa không này. Đây. Coi mang vừa không? Cũng được. Dạ. Lật này cũng dễ. Gần vừa, gần vừa. Rồi. Quá trời nè các bạn. À, có lá thư. Có lá thư. Chào bà Ly, đây là cô Văn Anh. À, là cô Văn Anh chứ không phải là Văn An. Chứ không tưởng là anh Văn An nhưng mà cuối cùng là cô Văn Anh. Cô biết tới con qua kênh Độc Lạ Bình Dương. Mỗi lần con xuất hiện là video có nhiều like và comment, tức là khán giả rất thích con. Chứ à, cô Văn Anh nói vậy đó. Video mới đây con mặc áo dài, áo bà ba may theo số đo của con rất là đẹp. Cô Văn Anh mua. À, cô Văn Anh mua do hy vọng con cũng mang vừa như vậy. À, giờ là cô Văn Anh dạy này, dặn Ly nè. Em nghe cô Văn Anh dặn này nha, phải dùng chữ dạ mỗi khi được hỏi tới là em phải nói là dạ có hoặc là dạ không, là dạ thích nha. Lễ phép thì ai cũng thương nha. Mỗi lần ai nói gì thì em phải nên bắt đầu câu bằng chữ dạ nè. Dạ có, dạ không, dạ thích. Lễ phép thì ai cũng thương nha, chứ đừng nói trọng trọng nha. Cô Văn Anh dặn như vậy thì em có nghe lời không? Có. Dạ có. Dạ có đi. Dạ có, nói đi con. Dạ có. À, em nói là cảm ơn cô Văn Anh cho anh nghe coi. Cảm ơn chị Văn Anh. Nè, anh Phú tập lại nè. Anh biết là em là cơ thể không có bình thường. Thứ hai nữa là học mới tới mẫu giáo thôi, 19 tuổi rồi nhưng mà mọt học mới tới mẫu giáo rồi. Nên xem chút té rồi. Nên là em á, là anh không có trách em nhưng em phải tập dần dần ha. Bây giờ em nói lại rõ ràng coi. Cảm ơn cô Văn Anh, con cảm ơn cô Văn Anh. Cảm ơn cô Văn Anh. Cảm ơn vì điều gì? Anh Phú được chứ. Không, cảm ơn cô Văn Anh đã gửi quà cho con. Cảm ơn cô Văn Anh. Anh gửi quà cho con. Cảm ơn. Gửi quà cho con. Coi những video có con ở YouTube, cô rất mong thấy sự thay đổi của con, biết nói dạ, cảm ơn và khen, rất thương con, cô Văn Anh. Đó. Một lá thư rất là chân tình từ cô Văn Anh đó. Cảm ơn cô Văn Anh nhiều nha. Những cái lời mà cô dặn dò cũng là cái lời, những cái lời mà Phú thật tâm là muốn nói với cho Ly. Rất là tiếc là Phú không thể thường xuyên ở gần gũi Ly để chỉ bày cho Ly được. Nên là hy vọng ngoài thời gian tới gia đình mình cũng nên là giúp Ly tiến bộ hơn. Nhất là trong cái lời ăn, cách nói, cái thái độ, cách cư xử. Mình cứ giữ nguyên như vậy là sẽ có nhiều người hiểu lầm. Ngoài hai cái món quà của chị Nương. Chị Nương thì ở bên Mỹ gửi rất là nhiều quần áo. Trong đó có những cái váy đẹp, cái áo khoác đẹp cho Ly này đó. Thì còn có một số khán giả là gửi quà cho Ly nữa. Anh không nhớ nữa đây là lần gửi quà, gửi tiền thứ mấy mà khán giả trao cho em thông qua kênh Đầu Lạ Bình Dương. Em cứ để đó đi, trời ơi. Ha. Rất là nhiều lần, Ly nhận được rất là nhiều lần. Thì đây là cái lần gần đây nhất mà Phú nhận từ khán giả gửi cho Ly nè. Đây là món quà do... kính thưa các bạn. Đâu rồi? Kính thưa các bạn, đây là tiền. Gửi từ hai khán giả. Khán giả đầu tiên là chị Lưu Nguyễn, tức là Dương Nguyễn, gửi 200 đô cho Ly. Rồi cô Maria gửi 500 ngàn. Maria Nguyễn gửi 500 ngàn. Thì tổng cộng là khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu. Thì trong này là ngoại nhớ là có 1 triệu là dành tặng cho bé Thảo nha. Để cho Thảo mua đồ mới. Bởi vì Thảo là giúp Ly rất là nhiều. Mà Thảo mặc toàn đồ cũ không à. Nhớ dành chút tiền cho Thảo nha. Em cho Thảo cho em có lấy đâu. Thì cho chứ nha. Mình phải cho đi, chứ không phải là suốt ngày mình chỉ nhận ha. Rồi, cầm đây. Bây giờ sao ta, nhận quà xong thì nói gì ta? Nãy cô Văn Anh dặn á. Con cảm ơn cô Văn Anh. Cảm ơn cô Văn Anh cho tiền con. Không phải, cô Văn Anh là gửi quà, còn cô này nè. Bây giờ hai cái tên cô này khó đọc quá thì khó đọc với Ly quá thì Ly nói là con cảm ơn khán giả. Nói coi.
Tập nói coi. Cảm ơn khán giả. Có em nhìn thẳng vô ống kính nè, em nói coi. Con cảm ơn khán giả. Cảm ơn khán giả. Phải dạy nhiều, dạ, phải bày nhiều, không có biết nghĩ. Cô bác ở xa gần gửi tiền cho cháu. Cảm đẹp cũng đau. Cảm ơn dữ lắm. Nhờ cháu Phú á. Mà cháu mới được có hôm nay. Rồi bây giờ vô thay bộ đồ mới đi. Ta đi dạo dạo với Quy coi. Này được không? Được. Rồi ok. Rồi vô đi đồ. Ok cho đồ cho Ly đi. Ly nói cảm ơn chị Nương ở Mỹ đi. Đi nãy. Nó còn cảm ơn chị Nương đi con. Giỏi. Bây giờ nha. Sẽ là một cuộc phỏng vấn của Út Mini dành cho Quy nha. Với Huy Huyền Ly. Dạ. Lâu rồi Ly không gặp Huy, Ly thấy sao Ly? Em có nhớ Huy không? Nhớ hả? Em còn Huy, Huy lâu rồi Huy không gặp Ly, Huy thấy sao? Thấy vui. Vui hả? Vui là gặp được vui. Huyền nè. bữa lần trước nói là thích Huy Huy gì nè. Giờ có thấy Huy không? Để em nhường cho bé Ly đi. nhường cho bé Ly hả? Em nhường cho Ly hả? Ly ơi, Huyền với Huy ở chung một nhà. Bây giờ em thấy sao? Em có ghen không? Không ghen luôn. Bây giờ em có còn yêu Huy không? Không luôn hả? Bạn thôi nhỉ? À, nghe tin mà Ly lên á, Quyền có sợ không? Hả? Sợ. Làm sao mà sợ? Sợ. Sao sợ? Sợ Ly đánh. Không phải, sợ Ly chửi. Nè, ban đầu đợt trước á, nó nói là nó yêu em đúng không? Sau đó cái về nó gặp Quyền. Nó nói yêu Quyền, thấy không? Sao mà Quyền đi vô công ty ở chung rồi cái sau cái vài ngày sau cái nó nhắn tin với bé Trang búp bê rồi cái nó đăng lên Facebook là Trang là người yêu lý tưởng của Quy. Đó. Cuối cùng không biết là yêu ai hết. Yêu ai Quy? Sao gặp người nào nó yêu người đó vậy? Em đâu biết đâu. Còn Quyền á, Quyền đánh giá về Quy như thế nào? Có phải... Cũng vậy đó. Đừng kêu yêu em sao cũng đi yêu người khác đó. Hả? Sao vậy? Quy hỏi kìa. Lành chanh quá đi. Lành chanh quá đi. Huy là lăng chanh đúng không? À. Dạ. Mới đầu rồi còn thấy thích chứ giờ không thích nữa hả? Dạ không. Đúng à. Còn Ly sao? Thấy Quy như thế nào? Thấy Quy sao Ly? Mới đầu cũng thích Quy đúng không? Mới đầu cũng không thích luôn. Nói đi. Sao đợt trước xuống nói là thích Quy mà? Bạn bè thôi hả? Thì ra là bạn bè thôi. Chỉ là bạn bè thôi đó mà. Mỗi đứa nó có một hướng đi riêng rồi. Không có gì đâu mà suy nghĩ. Giờ nghe ngay đâu là Ly là có Cường đúng không? Cường đâu? Ly là Quân. Ly là Quân. Ly Quân. Còn đây là Cường. Còn đây là mỗi đứa nó có một hướng đi riêng rồi. À, Ly là Quân. Mối tình từ thời mẫu giáo đúng không? Còn Quyền bây giờ nay là có anh Cường cao 1m7 và thanh quá. Trời rồi ơi. Còn Quy nay là theo em Trang búp bê. Đấy xong hết rồi. Còn về Út nay là anh Cảnh. Vẫn chưa có ai. Có. Có anh người Mỹ. Có ai? Ai? Không biết. Nói đi. Chị Út có ai? Chạy nói đi. Nhưng mà Ly nói cho mới vui. Chị Út có ai? Biết đâu. Giờ chị Út chưa có ai hết. Bây giờ mình là đứng lên mình đi dạo một vòng ha. Đi. Các bạn thân mến, các bạn xem thử là trong ba cô tiên nữ này thì cô nào là đẹp nhất? Đi đi đi, lần đầu tiên như thế nào đi? Không biết. Trời ơi. Trời ơi. Thấy Lily lần đầu như thế nào? Thấy lần đầu tiên thấy bé Ly dễ thương và đẹp gái. Có gì không? Không. Rồi à, sau này
Duyên có lấy chồng không? Đi đi không. Huy có lấy chồng không? Không. Huy sao cảm giác của Huy mà khi đi bên cạnh hai cô tiên nữ này thì như thế nào? Thấy vui được nói chuyện với hai lần tiên ở đây. Lâu rồi không có được cầm tay Huy, giờ có cảm giác có vui không? Hả? Vui không? Dạ. Em còn yêu Quân không Ly? Ly, bây giờ em nhường Quy cho Quyền được không? Em đâu có thèm. Em đâu có thèm. Còn Quyền, em thì sao? Em có nhường Quy cho Ly không? Nhường luôn hả? Rồi em đã nói rồi, biết quần tiền vậy là Quy là giống như là đồ bỏ đi hả? Ừ, đồ bỏ đi rồi. Em lên đây em thấy Quyền, lần đầu gặp Quyền em thấy sao? Hả? Lần đầu gặp chị Quyền em thấy sao? Em biết. Không biết hả? Có bực tức không? Mấy bữa chị Quyền nói chị Quyền yêu Ly á, ấy quan lộn, chị Quyền yêu Quy á, em có thấy bực bội không chị? Không. Không hả? Cho Quy luôn hả? Ưng đi đâu á, làm gì làm hả? Hả? Quy khó hiểu ha. Hả? Quy khó hiểu không? Hả? Khó hiểu hả? Lúc thì nó yêu mình, lúc thì nó yêu người khác ha. Khó hiểu ha. Giờ em còn thương Quy không? Không mà. Chắc không? Nói vậy là chị Quyền á, chị không yêu mà. Gì? Không yêu hả? Chắc có chắc chắn là không yêu Quy không? Không. Thưa các bạn, đây là cô nàng bé nhất Việt Nam. Đây là cô nàng bé nhì Việt Nam. Đó. Còn ông ở giữa là ông đẹp trai nhất Việt Nam. Quá, không nổi luôn á. Ấm lấy này nè. Rồi, để đó kệ đi. Ai, các bạn có thấy chưa? Đấy. Cô nàng bên phải bé nhất Việt Nam, cô nàng bên trái lộc, cô nàng bên trái bé nhất Việt Nam, cô nàng bên phải bé nhì Việt Nam. Các bạn coi thử cô nào đẹp hơn. Quy, cô nào đẹp hơn Quy? Em có bắt cá hay thầy? Bắt cá đây, bắt cá ôm hay thầy có. Cô nào đẹp hơn Quy? Để ôm nè. Cô nào đẹp hơn? Nhưng mà xin xét thì bên tay trái đẹp hơn. Tay trái đẹp hơn là nói Ly bé bỏng đẹp hơn đó. Quyền xuống xử nó. Quyền mày hả mự vô. Trong hai người này nè, Ly á, là em thấy ai là chạy nhanh nhất? Chị Út là không tính. Hai người này hồi nãy dí nhau đánh nhau nè, em thấy ai nhanh nhất? À, chị Quyền đúng không? Quyền hay là Huy? Quyền hay Huy? Huy chạy nhanh hết hả? Ừ. À. Chạy đua không? Chạy đua nè. Dứt Quyền. À, chạy đua nha. Em biết chị chạy đua cái bốc cua đó con chạy lên. Không, bây giờ vậy nè. Bây giờ chơi chạy đua đúng không? À. Quyền chơi không? Chơi luôn. Bây giờ là anh Trung sẽ... ai mà thắng á là sẽ được 50 ngàn nha. Chắc có tiền động lực chạy ghê lắm nha. Vậy đó. Cố lên nha Huyền ơi. Nha. 50 ngàn chị em đi. Được chưa? Út điểm nha. Yeah. Rồi Quy thắng rồi. Cảm ơn nha. Rồi trả lại đây. Chạy với bọn mà. Quyền chạy. Đây lẽ là Quyền phải chấp đúng không? Đang nói. Đấy là em phải chấp á. Chơi như vậy nó không công bằng. Chơi không công bằng hết. Em là phải nam, em phải chấp chứ đúng không? Thì đi uống trà sữa đi. Rồi bây giờ em bước ngoại về xe nhé. Xe mình đi sẽ là bắt xe đi Vũng Liêm, Vĩnh Long cho hai bà cháu Ly về, sau đó mình sẽ thu xếp cho miền Trung các bạn. Đó, xem TV mà, bữa nay, Ly đó nè.
tay nha. Không cho. Nhớ nha. Người mẫu về nha, người mẫu. Bye bye.